Ngày 26 tháng 1 năm 2007 tại Hà Nội, 37 tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam đã cùng ký vào biên bản ghi nhớ để tham gia và thành lập Diễn đàn Thị trường Trái phiếu Việt Nam. Việc ra đời của diễn đàn là cơ sở hoạt động tiền thân cho việc ra đời chính thức của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam ngày 14 tháng 8 năm 2009 tại Hà Nội. Ngày 28 tháng 7 năm 2008, Bộ Tài chính đã chính thức phê duyệt danh sách ban vận động thành lập Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam. Ngày 22 tháng 5 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chính thức có văn bản cho phép thành lập Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam. Ngày 14 tháng 8 năm 2009, Đại hội thành lập Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. VBMA chính thức được thành lập và ra mắt. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội gồm 21 ủy viên, Ban thường vụ Hiệp hội gồm 11 ủy viên, Ban kiểm tra Hiệp hội gồm 5 ủy viên. VBMA hoạt động với các chức năng của một Hiệp hội Thị trường Trái phiếu chuyên nghiệp và là một cộng đồng chuyên nghiệp với tiêu chuẩn cao trên thị trường trái phiếu Việt Nam. Mục đích hoạt động của VBMA là thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu và các công cụ nợ khác tại Việt Nam, gọi chung là thị trường trái phiếu, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và thúc đẩy sự hợp tác giữa các hội viên vì sự phát triển của thị trường trái phiếu trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Trong 5 năm hoạt động, các thành tựu mà VBMA đạt được luôn bám sát với sứ mệnh và mục đích đã đề ra. Đầu tiên, VBMA đã hoàn thành tốt vai trò cầu nối giữa thành viên và cơ quan quản lý nhà nước. 37 hội thảo, hội nghị chuyên đề và các buổi đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý nhà nước với các thành viên thị trường, góp phần một mặt tuyên truyền, phổ biến chính sách và tham gia góp ý chính sách. Đóng vai trò là đơn vị hòa giải hiệu quả giữa các thành viên khi có tranh chấp xảy ra. Hợp tác với các tổ chức quốc tế như World Bank, IFC, ADB và tham dự 15 hội nghị, diễn đàn quảng bá về thị trường trái phiếu trong khu vực và trên thế giới. Trong mảng hoạt động xây dựng và phát triển thị trường, xây dựng và ban hành bộ tài liệu quy tắc ứng xử của các thành viên trong hoạt động giao dịch trái phiếu, gồm các nguyên tắc đạo đức và chuẩn mực ứng xử hành nghề, Bộ Tài chính đã nhất trí với đề xuất của Hiệp hội về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử giữa các thành viên trên thị trường trái phiếu Việt Nam. Xây dựng bộ quy ước thông lệ thị trường với mục đích chính là thiết lập thông lệ thị trường, đảm bảo bên mua và bên bán tìm được tiếng nói chung. Hiện tại, VBMA đã cập nhật lại bản quy ước thị trường và đề trình lên Bộ Tài chính phê duyệt để ban hành trong thời gian tới. Xây dựng và triển khai áp dụng bộ cẩm nang các chuẩn mực, thông lệ tốt nhất trong việc xây dựng, vận hành bộ phận hỗ trợ kinh doanh trái phiếu trong tổ chức tài chính. Đây là nỗ lực thúc đẩy việc chuẩn hóa quy trình hoạt động kinh doanh trái phiếu trong các tổ chức tài chính của VBMA. Hoạt động đào tạo, xây dựng và phát triển thành công 2 chương trình đào tạo chuẩn về kỹ thuật giao dịch trái phiếu và kỹ thuật phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời đã tổ chức được 20 khóa học chuyên sâu về thị trường trái phiếu, đào tạo cho trên 500 lượt cán bộ của các thành viên thị trường. Về hoạt động phát triển hệ thống thông tin, góp phần gia tăng tính minh bạch của thị trường, VBMA xây dựng và triển khai thực hiện thành công thỏa thuận giữa các nhà tạo lập thị trường nhằm cung cấp giá trái phiếu chuẩn cho thị trường và tăng thanh khoản của thị trường trái phiếu có hiệu lực từ tháng 5 năm 2012, đã góp phần hình thành mức lãi chuẩn cho trái phiếu chính phủ có kỳ hạn chuẩn đáng tin cậy và tăng thanh khoản thị trường. Đề án trung tâm thông tin trái phiếu doanh nghiệp thực hiện theo kết luận cuộc họp của lãnh đạo Bộ Tài chính với lãnh đạo VBMA ngày 19 tháng 3 năm 2012. Theo đó, Bộ Tài chính đồng ý về nguyên tắc giao VBMA thực hiện xây dựng trung tâm thông tin về trái phiếu doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa thị trường, giúp thị trường phát triển và giúp các cơ quan quản lý trong việc điều hành thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả nhất. Ban thông tin đã hoàn thiện trang web của Hiệp hội, liên tục cập nhật các thông tin về hoạt động của VBMA lên website. VBMA đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước, đóng góp vào sự phát triển của thị trường trái phiếu trong 5 năm qua. Thị trường trái phiếu chính phủ trong 5 năm qua đã đạt được những bước phát triển toàn diện từ quy mô, tính thanh khoản, chất lượng sản phẩm đến cơ sở nhà đầu tư, cơ sở pháp lý và hạ tầng công nghệ giao dịch. Quy mô thị trường tăng mạnh với tốc độ tăng trưởng bình quân 23% một năm trong 5 năm qua, dẫn đầu trong số các nền kinh tế mới nổi tại khu vực ASEAN Cộng 3 cũng như Đông Á. Giao dịch diễn ra sôi động trên cả sơ cấp và thứ cấp. Tính đến hết tháng 8 năm 2014, tổng giá trị danh mục trái phiếu chính phủ bảo lãnh
và trái phiếu chính quyền địa phương đang lưu hành đạt xấp xỉ 720.000 tỷ đồng, tăng gấp khoảng 600 lần so với năm 2000 và tương đương 19,5% GDP 2013. Trên sơ cấp, tỷ lệ trúng thầu rất cao, trung bình khoảng 72% một phiên, huy động thành công 676.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Với những nền tảng quan trọng đã đạt được trong 5 năm vừa qua, trong 5 năm tiếp theo, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam sẽ bám sát vào chiến lược lộ trình phát triển thị trường trái phiếu đến năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong quyết định 261 vào đầu năm 2013. Cùng với việc thực thi các cái sứ mạng của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam trong việc tạo dựng ra cái sân chơi để xây dựng cầu nối giữa các thành viên thị trường, giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các thành phần tham gia thị trường, góp phần tăng cường sự hiểu biết, sự hợp tác hiệu quả giữa các thành viên tham gia thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam trong các năm tiếp theo. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện cái sứ mạng của mình là cái đơn vị nghiên cứu đưa ra ứng dụng các cái thông lệ, các chuẩn mực thị trường tốt nhất, góp phần giúp gia tăng cái tính chuyên nghiệp của thị trường trái phiếu Việt Nam trong các năm tiếp theo. Và cái hoạt động quan trọng mà chúng tôi sẽ tập trung trong cái 5 năm tiếp theo là cái hoạt động thúc đẩy sự hợp tác quốc tế của thị trường trái phiếu Việt Nam với thị trường quốc tế thông qua cái việc kết nối các thành viên thị trường, các cơ quan quản lý nhà nước với các cái diễn đàn, các tổ chức quốc tế để gia tăng cái sự hội nhập của thị trường. Và cái hoạt động cuối cùng mà chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh trong 5 năm tiếp theo đó là cái sứ mạng góp phần gia tăng cái tính minh bạch của thị trường thông qua cái việc nghiên cứu, áp dụng và triển khai các cái sản phẩm, cung cấp các cái thông tin thị trường, hoàn thiện cái hệ thống thông tin thị trường về cả cái thông tin thị trường trái phiếu chính phủ và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, góp phần giúp tăng cái tính minh bạch của thị trường và lôi kéo các thành viên của thị trường cũng như là các cái nhà đầu tư quốc tế tham gia vào cái quá trình phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam.